Và chữ nhân khi có dấu nặng thì thành chữ nhận. Đúng không? Bạn phải nhận phần khó về mình. Bạn phải nhận phần thiệt về mình. Đúng không? Bạn phải nhận những cái thử thách về mình. Đấy chính là cái phần ạ. Bạn phải nhận cái dài hạn về mình thì bạn mới có thể làm doanh nhân. Điều này cực kỳ quan trọng, nhưng nó nặng lắm đấy. Không phải ai cũng có thể nào là mang được dấu nặng theo suốt cuộc đời làm doanh nhân đâu. Bởi vì con đò, con thuyền của chúng ta đi, nếu mà chúng ta nhận một chuyến đò cuộc đời nó nhẹ thì chúng ta đang ngủ ở vùng thoải mái. Còn nếu chúng ta nhận chuyến đò trở đi nặng chịu những áp lực, nặng chịu những trách nhiệm, nặng chịu những cam kết, thì chắc chắn rằng chuyến đò đấy của chúng ta mới là chuyến đò thành công. Chúng ta mới vượt qua vùng thoải mái, vùng gọi là comfortable zone. Chúng ta sang dùng vùng fear zone, nghĩa là vùng không thoải mái. Chúng ta đối mặt với sự cam go. Thì đấy chính là khi chúng ta mang được dấu nặng ở trên chuyến đò cuộc đời của chúng ta, thì chúng ta mới có thể được tư cách là gì? Chúng ta dám nhận khó khăn thì chúng ta mới dám nhận thành công.